Roland Thiên Tài Bình Thuận xin kính chào quý khách xa gần, quý anh chị em đã đến với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland Verom Thiên Tài. Trên fanpage cũng như là trên YouTube, em chuyên về demo các mặt hàng về nhạc cụ ở tại shop em đang có. Các mặt hàng từ shop nhạc cụ của em mang lại cho mọi nhu cầu. Anh chị có nhu cầu sử dụng thì hãy hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị có thể đến tận shop để trải nghiệm những sản phẩm về nhạc cụ bên em mang lại. Thì địa chỉ Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị cứ hotline theo số điện thoại cũng như là địa chỉ em vừa nêu trên thì có thể liên hệ em để chúng ta sở hữu được những món sản phẩm nào đó chúng ta yêu thích nha. Mời anh chị cùng xem em quay review cận cảnh cái bộ Roland TD-17K VX. Thì đây là những sản phẩm về nhạc cụ, về trống thì bên em đều có new và like new, tùy vào nhu cầu của anh chị khi có nhu cầu sử dụng như thế nào nha. Mời anh chị cùng xem em quay cận cảnh một bộ Roland TD-17K VX. Mọi nhu cầu anh chị có thể hotline cho em. Và bây giờ em sẽ tiến hành quay cận cảnh sản phẩm để anh chị dễ tham khảo nha. Thì mỗi bộ trống của anh chị sẽ bao gồm đầy đủ. Mua về thì chỉ việc chơi thôi chứ không cần phải mua thêm như, những chi tiết nào hết nha anh chị nha. Full đầy đủ như trong video em quay. Em xin nhắc lại đây là một bộ Roland TD-17K VX. Đây là một bộ Roland Line New. Sản phẩm Line New anh chị sẽ được bảo hành 6 tháng. Sản phẩm new anh chị em sẽ được bảo hành 12 tháng chính hãng. Đây là phần modem Roland TD-17. Cùng một option Vibat 17K VX. Mọi thông tin về nhạc cụ anh chị có thể hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là một chiếc snare BDX12, một bộ trống 17K VX sẽ bao gồm các option như sau. Snare BDX12, 3 tom BDX8, kèm theo đó là 3 chiếc cymbal, chiếc cymbal đầu tiên, chiếc cymbal crack 1 C12, chiếc cymbal thứ hai của chúng ta sẽ là cymbal C13 Rai, chiếc cymbal thứ ba là chiếc cymbal C12. Kèm theo đó là một chiếc VH10. Kích thì kích KD10. Kèm theo đó là một chiếc modem Roland TD-17. Thì tùy vào nhu cầu và option, khi anh chị xa gần có nhu cầu sử dụng thì mỗi option sẽ là mỗi option và mỗi set trống sẽ có chi phí giá là khác nhau. Tùy vào nhu cầu, khi có nhu cầu sử dụng những option về Roland cao cấp hoặc là vừa chi phí thì anh chị có thể hotline để em tư vấn nhiều option để anh chị cùng dễ tham khảo hơn về một bộ trống nha. Tùy vào option mà có mức giá chi phí chứ không phải là option nào cũng như nhau đâu nha anh chị. Đây là chiếc BDX8. Snare của chúng ta sẽ là snare BDX12. Chiếc snare này 12 inch nhưng mà nó có thể to bằng chiếc snare của chúng ta 14 inch.
vì phần viền ngồi xung quanh đây nó làm hơi phô một tí, cũng là 12 inch của các đời Roland cao hơn, nhưng nó chỉ bằng cái vòng tròn ở bên trong này thôi nha anh chị. Còn chiếc snare này thì nó làm 12 inch, tương đương có thể bự bằng chiếc snare 14 inch của chúng ta, hơi phô một tí nhưng mà cũng rất là to. Phần mô đun Roland TD17 sẽ kết hợp với Bluetooth để anh chị kết nối qua điện thoại cũng như là phát các file qua bên phần mô đun từ điện thoại qua mô đun. Cảm ơn anh chị xa gần luôn tin tưởng, tin dùng các hàng từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài Bình Thuận của em rất là nhiều. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị có thể hotline để được tư vấn tận tình hơn, thì anh chị có thể hotline hoặc là nhắn tin cho bên em nha. Bên em có rất là nhiều cái option về Roland để phục vụ cho anh chị. Về trống thì bên em có rất là nhiều, cho nên là anh chị chỉ cần hotline inbox thì bên em sẽ có những mức giá đưa ra để anh chị dễ tham khảo cũng như là lựa chọn. Anh chị cùng xem cận cảnh một bộ Roland TD17 KVS Line New. Những chi tiết trên bộ trống thì còn có thể nói là đẹp như mới. Không khác gì đập đập hộp hết nha anh chị nha. Cảm ơn anh chị xa gần rất là nhiều đã dành chút ít thời gian để xem clip em review một bộ sản phẩm về Varum của Roland. Cảm ơn anh chị em trong suốt thời gian qua luôn tin tưởng, tin dùng các mặt hàng từ shop của em rất là nhiều. Mọi nhu cầu, mọi thắc mắc anh chị có thể hotline trực tiếp cho em theo số điện thoại hotline 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn những cuộc gọi, những tin nhắn thân yêu thương của anh chị em quý khách xa gần đã dành tặng tới cho Thiên Tài em rất là nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cũng như là em xin được gửi lời chúc thân yêu thương tới quý anh chị em quý khách xa gần. Một năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn trong năm mới sẽ mau phát tài hơn năm trước. Sức khỏe luôn là trên hết nha anh chị nha. Chúc tất cả quý anh chị em xa gần có một sức khỏe thật là cường tráng để chúng ta làm ra được những sản phẩm mà chúng ta phải vất vả và lao động hàng ngày. Bye bye. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Tài, kênh YouTube thứ nhất chuyên về biểu diễn trống rom thiên tài, kênh YouTube thứ hai chuyên về demo các hàng về sản phẩm nhạc cụ Roland và rom thiên tài. Anh chị em có thể vào YouTube để chúng ta gõ ra hai kênh YouTube của em vừa đọc, em vừa nêu trên nha. Đăng ký kênh để ủng hộ em. Em sẽ có động lực để làm ra các clip biểu diễn về trống cũng như là có động lực làm ra các clip demo về các mặt hàng sản phẩm về nhạc cụ từ shop của em nha. Bye bye.